Xin mời anh trưởng ban truyền thông của phòng khám, anh Phạm Xuân Dũng có đôi lời phát biểu ạ. Có lẽ Xuân Dũng mời thầy Thanh lên đây ngái nhỉ. Kính thưa cha, kính thưa các thầy, thưa quý mạnh thường quân và các bệnh nhân thân mến. Có lẽ là một cái thông tin cũng rất là vui khi mà Xuân Dũng ngày hôm qua vừa mới trở về đây để gặp thăm các thầy cũng như thăm phòng khám. Thì ngay buổi tối hôm qua thì Xuân Dũng đã nhận được cuộc gọi của một nhóm ở Cà Mau. Đó là nhóm cô Kế Mười ở Cà Mau gửi qua Xuân Dũng. Đây là một nhóm mạnh thường quân đã từng gửi cho Xuân Dũng tiền để ủng hộ cho các bệnh nhân rồi. Thì hôm qua là cô và nhóm của mình đã điền cho Xuân Dũng và muốn rằng là thông qua Xuân Dũng hỗ trợ cho phòng khám 23 xi măng. Thì ban đầu Xuân Dũng từ chối, Xuân Dũng muốn nói rằng là cô hãy liên hệ với thầy Thanh, Xuân Dũng đưa cho thầy Thanh. Nhưng mà cô nói rằng là cô quen làm với Xuân Dũng rồi, cho nên là muốn Xuân Dũng trao cho thầy Thanh cũng được. Đó, thì và trên tay Dũng đây là món quà nhỏ của nhóm Chế Mười ở Cà Mau gửi tặng cho phòng khám 23 xi măng với tỷ giá là 2 triệu đồng. Dạ. 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 Cảm ơn tấm lòng của nhóm Chế Mười ở Cà Mau rất là nhiều. Dạ. Và thầy Thanh đứng đây chút xíu luôn. Với tư cách là ban truyền thông của phòng khám thì Xuân Dũng có muốn nói thế này. Như trước đây khi mà Xuân Dũng đang làm trợ lý cho cha và làm truyền thông cho cha thì Xuân Dũng có một quan điểm rõ ràng, tiền của phòng khám là Xuân Dũng không nhận. Nếu muốn ủng hộ cho phòng khám, ủng hộ cho cha thì cứ gửi trực tiếp cho cha. Cho nên là lúc mà Xuân Dũng mà bị đuổi ra khỏi phòng khám, dùng cái từ hơi nặng một tí đi, là đẩy ra khỏi phòng khám cho nên nhẹ nhàng hơn, thì Dũng không hề giữ một đồng tiền gì liên quan đến cha. Dũng chỉ giữ tiền quỹ của mình thường quân ủng hộ cho bệnh nhân mà thôi. Vì quan điểm của cha lúc đó nói rất rõ ràng rồi, ủng hộ cho bệnh nhân thì gửi cho Xuân Dũng, còn phòng khám thì Dũng từ chối mà Dũng phải gửi cho cha. Do đó hôm nay Xuân Dũng tuyên bố rằng thề trước Chúa, trước cha và những lời mà của những người đồn đài thì không bao giờ Dũng giữ một cắc một đồng nào của mình thường quân mà gửi cho phòng khám hay gửi cho cha. Dũng có giữ là giữ tiền của mình thường quân, nhưng vì lý do lúc đó Dũng không thể nào yên ổn để mà hỗ trợ cho bệnh nhân được, mà cũng nhờ vậy số tiền đó nó vẫn còn bảo toàn. Vì đường còn dài, còn xa, bệnh nhân vẫn còn nhiều, thì số tiền đó Dũng còn bảo lưu ở đây. Và tiếp tục Dũng sẽ hỗ trợ cho những bệnh nhân trong thời gian sắp tới. Và tạm thời Xuân Dũng tạm thời chưa nhận thêm, Xuân Dũng muốn giải ngân bớt đi một chút đã, rồi Xuân Dũng mới tiếp nhận lại. Còn về các hỗ trợ của phòng khám thì có lẽ mình thường quân hãy mình dàn ủng hộ cho thầy Thanh với số điện thoại của thầy Thanh là 0345 99 2021. Quý vị có thể liên hệ để thầy Thanh chia sẻ số tài khoản và hỗ trợ trực tiếp vào đó, giống như trước đây mà Xuân Dũng cũng từng làm. Xuân Dũng không muốn nhận tiền của phòng khám, xin nói lại rõ quan điểm như vậy. Nếu có gửi thì Dũng chỉ nhận là nhận hỗ trợ cho các bệnh nhân mà thôi. Đấy, mọi người phải hiểu như vậy nhé. Cho nên là rất nhiều lời đồn đại của các kênh nói là Xuân Dũng ôm tiền của cha đi, thì Dũng xin thề trước Chúa, trước cha và tất cả các mình thường quân không hề lấy một đồng tiền nào mà gửi của cha. Kể cả 1.000 đô Xuân Dũng cũng đã gửi cho anh Bảy rồi. Các thầy đây đã chứng kiến trong buổi họp, Dũng đã đưa cho anh Bảy tất 1.000 đô của cô Tâm ở Mỹ. Đó. Còn 1.000 đô cô Tâm mà gửi cho Xuân Dũng để hỗ trợ cho những bệnh nhân. Cô hối Xuân Dũng quá, cho nên là Xuân Dũng ai mà hối thì Xuân Dũng tính cho người nào đó, một bệnh nhân nào đó khổ, Dũng cho luôn 1.000 đô của cô luôn. Nhưng sau đó Xuân Dũng tìm được 4 hoàn cảnh khổ và Dũng cho mỗi người như vậy là 5 triệu đồng để cho nhân hết. Hiện tại bây giờ quỹ của cô chỉ còn 1.5 triệu thôi, Dũng chưa tìm người để cho. Đó. Cho nên là Xuân Dũng làm việc rất rõ ràng, tại vì Xuân Dũng không phải là nghèo. Nói thẳng như vậy, cứ ai tìm hiểu Dũng thì Xuân Dũng không phải là nghèo. Cho nên là đừng nghĩ rằng là mấy cái đồng tiền nhỏ như vậy mà Dũng lấy và ăn chặn đâu. Xuân Dũng đang muốn phát tâm làm từ thiện nữa thì có. Đó. Cho nên là phải nhớ rằng trước khi đến với phòng khám, trước khi đến với cha, Dũng là một mình thường quân. Và cái duyên thì sau đó Dũng là học trò của cha thôi, chứ không phải Dũng là cái người để mà đi xin hoặc là đi ăn chặn những lấy đồng tiền như vậy. Nếu ai tìm ra được
bất kỳ dùng ăn chặn bất kỳ một chút nào thôi, hãy làm đơn. Đó, thương dùng dám tuyên bố như vậy, còn nếu không thì phải chịu trách nhiệm trước cái sự vu khống đó. Đó. Rồi một lần nữa thì cảm ơn thầy Thanh, và sư dụng muốn nói câu này có nghĩa rằng nếu quý mình thường quân cậu ủng hộ cho phòng khám cho các thầy, tiếp sức cho các thầy để phòng khám nó có nhiều trang thiết bị hơn, vậy vì thầy bây giờ còn thiếu lắm, thiếu quạt kiết là mọi cái còn thiếu, thì xin liên hệ với thầy Thanh để thầy Thanh cung cấp số điện thoại của phòng khám và thầy Thanh quản lý cái việc đó, được không ạ? Dạ yeah, được. Dạ yeah. Cảm ơn anh. Dạ thầy Thanh chia sẻ nói cái điều này chứ. Chia sẻ đi. Trước tiên thì thầy Thanh xin đại diện các thầy thuốc trong phòng khám cảm ơn nhóm Chế 10 ở Cà Mau đã thông qua anh Xuân Dũng ủng hộ cho phòng khám để giúp cho các bệnh nhân, thì cũng như là gia đình Bác An đã ủng hộ cho 1,600 đô. Các thầy cũng xin chân thành cảm ơn cái sự tin tưởng, cái sự đóng góp của tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho phòng khám. Thì thầy cũng xin chia sẻ thêm một chút, đó là nếu như mà anh Phạm Xuân Dũng làm sai thì chắc chắn hôm nay anh sẽ không có mặt ở đây. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho anh Phạm Xuân Dũng, bởi vì cha chính là người đã tín nhiệm anh Phạm Xuân Dũng và đã tin tưởng anh để giao phó cái đường lối cũng như là cùng với các thầy yêu thương cho không và giúp cho các bệnh nhân. Thì ngày hôm nay các thầy cũng vui mừng khi cộng tác cùng với anh, thì giống như anh nói đó, tất cả những thứ, mọi thứ nó sẽ làm việc một cách minh bạch rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu. Thì ở đây các thầy thuốc ở đây có cái tài khoản, đó là tài khoản đồng sở hữu, không phải của thầy Thanh hay là một thầy ở trong đây, mà đó là tài khoản chung của bốn thầy: thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến và thầy Hạnh. Thì cái vấn đề mà nhận ủng hộ từ các mạnh thường quân thì các thầy cũng nhận tất cả những cái sự đóng góp, sự ủng hộ giống như trước đây cha đã từng nhận, mà cũng không nhận những trường hợp ví dụ như đó là bệnh nhân hoặc là người nuôi hoặc là người gia đình của bệnh nhân giống như trước đây cha đã từng làm, thì các thầy cũng vẫn thực hiện đúng những cái gì cha đã hướng dẫn cho các thầy. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều và cảm ơn quý bệnh nhân này. Cũng một chút nữa thì Xuân Dũng muốn xin số tài khoản chung của số tài khoản của phòng khám mà chung đồng sở hữu của bốn thầy để Xuân Dũng có thể cho nó chạy dưới video cần thiết khi nào cần thiết để Mệnh Thường Quân có thể liên hệ và có thể chuyển vào đó, được không ạ? Hay là dạ thôi, hay là dạ, liên hệ với thầy Thanh dạ, sau dạ. Rồi vậy thì Mệnh Thường Quân nào cần ủng hộ phòng khám thì phải liên hệ với thầy Thanh, chắc là các thầy cùng làm giống như cha trước đây, phải xác minh, phải cần có cái cam kết với nhau, không có làm khó khi mà nhận tiền, cũng không đòi hỏi, cũng không thế này thế kia như cha trước đây đã từng nhận, đúng không ạ? Yeah. Chứ không phải là cứ chuyển vào có cung cấp số tài khoản, chuyển vào đó sau đó để yêu cầu là tôi có người nhà bị bệnh, anh phải yêu cầu nó phải chữa hết bệnh, hoặc là bắt buộc có thể phải quan tâm nhiều hơn, đó là cái cách làm khó cho những thầy thuốc. Cho nên là rất tuyệt vời khi thầy Thanh vẫn luôn giữ cái đường lối của cha. Cảm ơn thầy. Yeah.